chỉ qua sơ qua cho máy này. Đây là bên tay phải là cần tay trang. Đấy, lên xuống này. Và trong lòng này là quặp quần này. Mở ra này là duỗi ra này. Đấy, cái như này là vươn ra để lấy đất này. Nữa đi. Duỗi cần ra là duỗi, duỗi ra là duỗi, duỗi cần ra là ngửa ra, đấy, ngửa ra đi. Cái xúc đất thì đẩy đẩy xuống, đẩy tay này xuống là vừa đẩy vừa quặp vào vào như này. Quặp đẩy vừa quặp cái tay đi vào. Bây giờ cào thì phải ấn cái này xuống này như này đấy, nó khắc xuống này. Đấy, ấn nữa mình phải quặp cái tay gầu này vào thì đất nó lấy ít một. Cảm bây giờ cảm xúc thế nào? Học lần đầu tiên lái máy có bị run người không? Có anh ạ, lúc sợ mình đúng không? múc nhiều đất để nó bị run. Cháu Quyền xin chào các bác, xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nền nhà mới của em Hưng. Và ngày hôm nay thì anh Kha lái máy đã lên trên này để múc nền rồi. Ngày hôm qua đã làm được một ngày rồi các bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu lại tiếp tục lên trên này để cập nhật cái tiến độ múc nền cho cô bác anh chị là cùng xem. Và ngày hôm nay thì cháu có lên trên này để muốn nhờ anh Kha là dạy cho Hưng một buổi về múc nền. Hiện tại thì hai anh em cháu với cả em Trình là đang có dự định là sẽ mua một con máy xúc về, để sau cái công trình này thì có thể là Hưng nếu mà học được một số bài cơ bản mà Hưng đã biết ấy, thì anh em cháu sẽ tiến hành là đi mua máy về để cho Hưng làm, và từ đó thì Hưng sẽ có công ăn việc làm ổn định và gần nhà hơn. Đấy các bác, nếu mà làm ấy thì sẽ không phải vất vả như là đi làm ruộng làm nương và đi làm thuê là không có tiền nữa. Hưng bây giờ gửi lời chào đến công các bà nào. Vâng, chào công các bà, chào cô chú ạ. Bây giờ cảm xúc của mình là như nào em? Vâng, em cũng rất là vui anh ạ. Trước khi được các chú lên múc nền đấy thì em cũng luôn túc trực ở đây và làm những cái việc phụ để các chú ấy. Các chú ví dụ như xe chỗ nào nó lõm mới không lùi lên được ấy. Và mình sẽ dùng cái cuốc để san bằng đi đúng không? Vâng ạ. Đấy, hiện tại là cái chỗ này mới chỉ múc được một tí thôi thì đất đấy nhiều lắm không? Rất là nhiều luôn, tại vì ở đây toàn là đất thịt đấy các bác. Đấy, khả năng là cái công trình này là cũng nhiều đất. Nhiều đất đấy. Khoảng còn đấy, khoảng mét rưỡi nữa chưa vào đây đâu. Cái dây ấy. Đây còn tầm độ 1 mét rưỡi nữa. Anh ngày hôm nay thì anh Kha các bác là ở trên kênh cũng là biết về anh ấy là một người lái máy rất là có tâm. Đấy, thì hôm nay thì cháu cũng muốn nhờ anh một chút, nhờ anh tầm 15 phút để xem là anh có đồng ý không. Muốn nhờ anh là dạy cho Hưng lái máy. Em chào anh nhá. Chào anh em nhá. Vâng ạ. Chào chú. Sáng nay làm sớm à anh? Sáng nay làm từ qua hôm nay được một ngày rồi. Đây, Hưng cho anh mượn mic để anh nói chuyện với anh Kha một chút. Đây, đây là anh Kha, anh ấy lái máy ấy các bác. Một người anh rất là tốt. Các bác ở trên kênh thì cũng bình luận rất là nhiều, bảo anh là một người nói chuyện rất là chuẩn này và rất là có tâm. Ngày trước là đợi anh ấy, bảo là sợ anh không lên làm, nhưng mà anh đã nói và hứa là anh sẽ lên rồi các bác ạ. Công việc của anh đầu năm nó hơi bận một tí. Dạ vâng. Thế mà anh em thông cảm. Ngày hôm trước anh gọi cho em ấy thì hôm đấy là bảo là cho em sang bên đấy. Thì em đang ở đây thì em cũng không sang bên đấy chia sẻ được. Em muốn nhờ anh một chút được không? Được, cái gì đang đó. Muốn nhờ anh là hiện tại thì chúng em cũng đang hướng là sau này Hưng thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì em đang hướng là sẽ sau này cho Hưng là đi lái máy ấy. Thì bây giờ em muốn nhờ anh dạy Hưng tầm khoảng 10 đến 15 phút để cho Hưng biết sơ qua về máy xúc. Học dần thôi, dạ, chứ dạ. Còn bây giờ một chốc một lát thì không được. Nhưng mà sẽ phải mất thời gian anh nhiều. Đấy. Đấy, anh đồng ý rồi các bác ạ. Cái này thì đơn giản thôi, bây giờ cái học thì học lâu lắm cháu ạ. Chú học vài năm cơ. Hưng đi theo chú đi. Đến đây chú hướng dẫn sơ qua thôi chứ còn... Đấy, tướng của anh Kha là nhìn rất là giống thầy giáo ở trường luôn. Phải là
Anh lái máy được mấy năm rồi anh? Chú mà ở trường anh thì... lái máy giáo sư mới đúng. Đến giờ là được tròn 25 rồi. 20 năm, úi anh ở trường là thành gọi kỹ sư rồi đấy. Từ năm 2004. 2004 lúc đấy Hưng đẻ chưa? 2004 thì đẻ được 4 năm rồi. Đấy cháu mới đẻ được 4 năm. À, anh ơi, anh nói sơ qua để cho bọn em biết với đâu. Ừ, đây, đây em lên trên này để Hưng đứng vào đây để chú hướng dẫn cho. Vâng. Để cho lên máy thì trước tiên thì bây giờ mình đang làm không nói, nhưng mà lúc lên máy nó phải kiểm tra dầu, kiểm tra mỡ. Đấy. Máy móc xem vấn đề gì thì bắt đầu mình kiểm tra thì xong mới đổ máy. Nhưng gắn mic cho anh để gắn mic để cho anh Kha nói chuyện. Đây, anh có mic đây rồi. Bây giờ đấy là cái cơ bản đầu tiên là lên máy. Được. Là phải kiểm tra dầu mỡ. Được. Nước lôi xem nào, xong rồi lên lổ máy về. Bây giờ chỉ qua sơ qua cho máy này. Đây là bên tay phải là cần tay trang. Được. Đấy, lên xuống này. Đấy, chỉnh máy lên. Lâng lên và hạ xuống là ở bên tay phải. Đấy. Được. Đẩy xuống là nó xuống. Cái này nó đơn giản thôi, mình ghi nhớ được. Kéo lên này là nó lên. Đấy, là gồm là hai thao tác ở đây bên động này. Đấy, với thao tác nữa là gầu này. Gầu là cũng bên này là quặp vào trong người này là múc vào, là múc. Đấy, còn mở ra này là đổ. Đấy là ghi nhớ nhá. Những cái thao tác đơn giản ghi nhớ dần đấy. Còn bên tay trái này, tay trái này nó cũng gồm hai động tác như bên tay phải, là vào quặp vào này là cần này. Đây là tay lái nghịch nhá. Máy xúc nó gồm hai loại, tay lái thuận và tay lái nghịch. Con của chú này đó là tay lái nghịch đấy. Quặp vào trong lòng này là quặp quần này. Mở ra này là duỗi ra này. Đấy, như này là vươn ra để lấy đất này. Đấy. Nó gồm hai thao tác thế. Và thao tác nữa là quay toa. Mình kéo về trong lòng này, kéo ngược về trong lòng là quay này. Trái này. Đẩy về trước là quay phải này. Đấy. Cháu phải ghi nhớ những cái động tác này đơn giản nhất. Những cái thao tác cơ bản là mình phải ghi nhớ. Đến nữa là động tác, đây có cái cần này là cần ben. Cần gạt ben. Ben thì mình khi di chuyển hoặc khi làm máy ấy, đây để chú sẽ quay sang để chú cho cháu nhìn ben. Đây anh em quay sang để nhìn ben. Ben này thì là đẩy về trước là nó sẽ hạ xuống. Đây, cái tay ben này nó kéo về đằng sau thì nó sẽ lưng ben lên đấy. Bây giờ thao tác nữa là hai cần đằng trước này, là hai cần này là cần di chuyển đấy. Hai cần di chuyển nó đẩy máy lên, đẩy lên đằng trước đó là tiến. Rồi đẩy hai cái là tiến cùng hai giải xích. Kéo lùi là kéo về trong lòng nó là lùi. Còn nếu mà di chuyển trái, di chuyển phải ấy, di chuyển trái thì ấn cần bên phải. Còn di chuyển phải thì ấn bên trái. Đấy, nó ngược lại rồi. Đấy, sang bên phải rồi. Sang bên trái rồi. Rồi, đấy. Sang bên trái. Đấy, ấn. Đấy, về thử cho chúng xem nào. Đấy, thử cái đơn giản á. Rồi dần dần. Rồi. Dần đi, đẩy về trước nó là tiến, cứ di chuyển đi đó. Đấy, ghi nhớ, đấy là tiến này. Sang bên phải chú xem nào. Sang bên phải, tiến sang bên phải, nó là cái trái. Tiến sang bên phải cơ mà, đây, tiến sang bên phải thì nó là cái trái này, đẩy đây. Đấy, cứ bỏ cái tay này ra. Đấy, tiến sang bên phải này, tiến sang bên trái này. Đấy, nó đối lập nhau nhá.
con lùi lại thì kéo đi. Kéo hai cái này. Ờ. Đấy, rồi, đấy là tiến lùi nó đơn giản, con ben. À, cần ben à. Cần ben là đẩy về đằng trước là xuống. Kéo lên, kéo về đằng sau là lên. Kéo về đây là lên. Ờ. Rồi. Đấy. Quay toa chú xem mà nhớ chưa, quay là đẩy về đằng trước, là quay sang phải. Đấy. Kéo về trong lòng, kéo về trong lòng này, kéo về đằng sau này, quay sang trái. Đấy. Đấy, nó đơn giản. Ờ, quay hẳn sang bên trái đi, kéo quay về bên trái, quay sang bên trái. Thế. Đấy, quay nữa đi. Ờ. Quay nữa. Nữa đi. Duỗi cần ra là duỗi, duỗi ra là duỗi, duỗi cần ra là ngửa ra, đấy, ngửa ra đi. Ngửa ra, cứ nguyên ngửa ra thôi. Quay sang bên phải một tí nữa, tránh anh em ra. Đấy. Đấy, quay bên trái được, quay bên đông được, thế. Hạ cần xuống ở bên kia, hạ đẩy về trước. Đấy, ngửa gầu ra. Ngửa gầu lại, ngửa cái đấy. Cũng ngửa ra đây. Ngửa ra ngoài thế, vừa ngửa vừa hạ xuống nào. Vừa ngửa vừa đẩy xuống, thế, đúng rồi. Vươn cái cần này ra. Đấy. Vươn này. Vươn vươn cái này đấy. Cái này phải kết hợp đều nhau. Thử múc đất cho nào. Đấy. Nhấc lên, nhấc lên. Múc nhấc vừa vào cờ gầu. Đấy, như này để chú dậy thế. Đây để chú ga lên một tí này nè. Đấy. Lúc khác chú cầm tay chú dậy viết này từ lúc mầm non ấy, tập viết ấy. Đấy. Đấy. Đấy, quay đây. Ghi nhớ nhá, cái này nhớ một phần nhưng mà người ta quen mắt quen tay, mình phải quen tay đi đấy, kéo về trong lòng, thế, kéo vào gào vào cái này nữa, đấy, nhấc lên, nhấc lên, nhấc, rồi kéo vào vào gầu đấy, không, vào gầu này, xong ngửa cái này ra, thế, nhấc lên, nhấc cao lên, nhấc cao lên, quay đi. Kéo cao lên, vươn cái này ra, đấy, ngửa gầu ra, ngửa gầu ra, được rồi, cứ dần dần thôi, chưa cần thiết phải vội, ngửa gầu ra, ngửa sang bên kia, ngửa tay, ngửa ra ngoài, thế, đấy, rồi, quay, quay này, quay đẩy lần trước này, nhấc lên vào xe bây giờ, xe va vào thùng không sao, đấy, hạ xuống, rồi, vươn cái này ra, từ từ vươn ra đã, được rồi, vào đây, xúc lên, rất xúc, học xúc dần, thế, nhanh thôi, không có vấn đề gì cả, nhấc lên, nhấc cần lên, nhấc cần lên, ghi nhớ vào trong đầu ấy, đấy, vừa nhấc vừa vào, đấy, quay đây, quay nhẹ nhàng thôi, bây giờ chú giảm ga đi, không là nó dùng khó làm được rồi, quay đây, quay như này, vừa quay như này, đấy. Đấy, dần hạ xuống, hạ cần xuống, hạ cần xuống, hạ cần xuống. Cứ ấn từ từ nhẹ nhàng. Đấy, học dần. Mày cứ đi theo chú khoảng một tháng là mày học được, không vấn đề gì cả. Đấy, từ từ. Đây, mở gầu ra. Đây, vừa xúc vừa hạ nhá. Vừa hạ mà vừa phải lưng bên này, đấy. Đấy, nó đơn giản, cứ từ từ đã. Đấy. Học dần dần, vươn ra, hạ xuống, hạ đơn giản nhìn xuống, thế học dần, xong rồi cứ ở đây vừa học vừa nhìn anh em làm là được, nhấc lên, nhấc mình cứ làm từ từ thôi, nhấc lên, đấy, để trưa hoặc tối chú nghỉ ấy, xong rồi chú cho về ra về xúc, về quăng thoải mái. Đấy nó sẽ quen. Chưa va vào thùng chưa học được. Không phải va vào thùng nữa. Đấy. Được rồi thế. Đây vươn ra này. Đấy. Cứ bình tĩnh. Nào, bọc gò vào. Vừa quặp vừa nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Nhấc. Vào gầu đi, vào quặp gầu vào. Quặp gầu vào các bạn. Gầu đây mà. Gầu bên tay phải. Đấy,
Rồi nhấc lên, nhấc cao lên không quay. Quặc gầu nữa vào, ông nhấc lên nó đổ đất ra bây giờ. Thế quay đây, vừa quay và vừa phải duỗi này ra quay vào. Thế từ từ thôi, nhấc lên cao nữa, quặc gầu vào. Thế đúng rồi, ghi nhớ vào là được. Quay kéo về đằng sau này, cái tay trái này kéo về đằng sau là quay. Đấy, từ từ nhấc lên, thế duỗi ra. Rồi quay tiếp, mở gâu á, ngửa gâu á, ngửa cái tay phải ra, ngửa ra, ngửa ra là đổ. Thế đấy, đơn giản này. Đấy, đẩy về trước là quay. Đấy, chú ngày xưa chú đi học lái xe lái máy học ở trường này, thầy giáo còn đập vào chân nữa cơ. Chưa học ở đâu ạ? Chú học trong qua trường có lớp đồng hoàng chứ. Đấy, mất tiền rồi cơm gạo ấy cháu ạ, không phải đơn giản đâu. Nào nhấc lên, nhấc lên, nhấc cần lên, nhấc lên mà nguyên tay phải này thôi. Đấy, học thì cứ từ từ, từng một động tác một, cứ nhấc lên, quay, quay tay trái này kéo về đằng sau này. Đấy, cứ từ từ học, phải từ từ đã. Đấy, mở lên rồi quay, 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 đến ấn lên trước này. Thế cứ từng động tác một, đơn giản nhẹ nhàng, ấn xuống, ấn về trước từ từ thôi. Đấy, đấy, như này là khoảng một tuần nó xúc được thôi, gì đâu. Bây giờ cứ bình tĩnh, quặp gầu vào như này. Đấy, nhấc lên, nhấc lên, quay, cứ làm từng một động tác một. Đây, quay sang bên này mà, xe bên này cơ mà. Đấy, từ từ thôi, nhấc lên, vào ô tô giờ. Đấy, ngửa gầu á, ngửa tay phải, thế. Rồi, quay ấn về trước, tay trái ấn về trước, nhẹ nhàng. Thế, lại ấn xuống, tay phải dí xuống. Cái này ghi nhớ vào trong đầu nhá, lúc nào mình phải cảm giác nhẹ nhàng thôi, quặp gầu vào, thế. Đấy, nhấc lên, vừa nhấc vừa quặp gầu vào, quặp gầu vào, tiếp. Đấy, gì đâu, đơn giản đâu. Đấy, mở gầu á, ngửa gầu á, tay đấy, thế đó. Đấy, thế là xúc được gì đâu. Vươn cái này ra, đây, đây, đây là tay này, tay cần này, vươn ra, hạ xuống, hạ xuống này, hạ xuống. Vừa vươn vừa hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Thế, hạ xuống, vươn ra, hạ xuống. Đấy, đúng rồi, xúc, quặp gầu vào, giúp cái này vào, nhấc, nhấc cần lên, quặp vào, nhấc lên, thế, vừa nhấc vừa xúc, thế, nhấc lên, rồi, nhấc lên, quặp gầu hết cỡ vào, nhấc lên, đừng, cái tay này đừng, đấy, nhấc lên, quặp gầu vào, đấy, ghi nhớ vừa, đấy, nhấc lên. Nào, bây giờ như nào nữa? Đấy, tiếp tục, vươn cái này ra, không quay. Rồi, vươn cái này ra. Đấy, quay về này, mở gâu á, mở tay trái, tay phải. Tiếp tục, đẩy lên trước, tay trái. Rồi, vươn ra, xong rồi ấn xuống, thế, đúng rồi. Dần dần thì khắc quen. Mày, chú đi làm máy xúc về 25 rồi không có tiền đâu cháu ạ. Học nghề này vất vả lắm. Mày ở trên này thôi, đi học lấy cái nghề đỡ phải đi bốc vác thợ xây thôi. Nào vươn ra. Rồi, dần dần nhấc lên, nhấc lên. Nhấc lên xong quay. Thế, nhấc lên, nhấc, kéo về trước, kéo về lòng ấy, thế, quay. Vừa quay vừa vươn cái này ra, thế. Quay tiếp. Quay tiếp,
cứ quay kệ nó không rơi. Đấy, quay bình thường. Đấy, học mới đâu cái dần dần đã. Đổ ra ngoài tí lại sửa tiếp. Kéo, quay tiếp. Đấy, đừng đổ vào cabin của chúng ta được. Vươn ra. Hạ cần xuống, hạ tay lại lần trước thế đúng rồi. Vừa hạ nhẹ nhàng thôi, xong là mở gầu á. Nhẹ nhàng đây, mở gầu là cái này nhớ vào trong đầu ấy. Đấy. Quay nhẹ nhàng thôi, cứ bình tĩnh, không đi đâu mà phải vội cả. Đấy, quay tiếp quay mà kéo về tay trái, kéo về trong lòng, kéo về. Thế đổ, cứ mở cái gâu ra là nó khắc đổ thế. Không, dần dần nó khắc quen gì đâu. Rồi, hạ xuống. Ngày xưa chú đi học máy xúc này, mỗi một ngày được học một buổi. Đi học một buổi ấy, một buổi này được lên máy được khoảng 2 phút thôi. Đấy. Giờ đông học viên ấy, mỗi một buổi chiều này mình chỉ được lên máy một tí thôi. Chú học ở dưới Phú Thọ. Học ở trường ở dưới Phú Thọ. Trước năm 2004 ấy, nó ở trên mình đây chưa có trường. Quá mà tiền. Tuyên Quang Hà Giang ngày chưa. Lúc đấy thì tính ra tiền thì nhiều lắm. Cái tiền bây giờ nó không giá trị mấy. Nhưng mà lúc đấy là nó nhiều. Lúc đấy chú đi học tính ra là hết hơn một cây vàng thôi. Rồi 7 triệu thì nó hết hơn một cây vàng. Đấy, tiền học phí. Chưa tính những tiền phát sinh. Bây giờ một cây vàng bây giờ thì nhiều tiền lắm. Còn học ô tô cũng thế. Quay đi cháu. Kéo tay trái kéo về. Kéo về đây. Đấy, mở gầu ra, tay phải mở ra. Rồi. Bây giờ các cháu được cái là học máy móc nó có nhiều. Bây giờ đi học phải xin người ta đi học phải không mất tiền. Rồi có khi lại còn được cả tiền người ta bồi dưỡng cho nữa. Đấy, dần dần vào, quặp vào, nhấc lên xong quay. Tay phải nhấc kéo về trong lòng, tay trái cũng thế. Đấy. Rồi, tay trái vươn ra thì tay phải cũng vươn như nhau. Đấy, đây. Cái da cực to là còn vào trong rồi chú. Đấy. Da cần là đẩy về chứ, đẩy ra trước chứ, mở gâu ra. Da cần là đẩy về trước, còn quặp vào là kéo về trong lòng. Đẩy ra ngoài, đấy, hạ xuống, đẩy về trước hạ xuống. Cứ bình tĩnh. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Cứ nhẹ nhàng, không có dùng hạ ben xuống, hạ ben xuống làm chân giữ, đẩy về trước. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Đấy, nó giữ rồi. Hạ xuống thế, nó đỡ đi. Xúc, kéo vào, kéo cần vào. Đấy, vào gầu, thế là đầy đấy. Quen rồi, đơn giản được thôi, kéo vào nó đầy thì thôi, bao giờ nhấc lên. Đầy gầu thì dừng lại. Nhấc lên, nhấc, kéo tay phải lên, thế. Quặp gầu vào ông rơi đất. Quặp gầu vào ông rơi đất. Đấy, quay đây. Vươn cái này ra, đẩy về trước này thì là. Rồi, đấy, kéo ra. Quay. Rồi, mở gầu ra. Đấy, được rồi, đứng sang bên cạnh để chú hướng dẫn lại và nhìn và làm nhé. Vâng. Đấy. Rồi, để chú làm cho mà nhìn. Vừa học vừa nhìn. Rồi. Đây nha, quay là tay trái này. Kéo về trong lòng này. Đang quay. Đấy, xuống đất thì mình phải kết hợp giữa bốn động tác với nhau chứ từng một động tác thì cũng không làm được. Đấy.
máy này nó đang bị hỏng chìa khóa đây. Đây nhìn quay này, cứ làm đơn giản này. Đấy. Bỏ dầu ra này. Đấy. Yeah. Cái xúc đất thì đẩy xuống, đẩy tay này xuống và vừa đẩy vừa quặp dầu vào như này. Vừa quặp cái tay này vào. Cái này gọi là cái cần. Đấy. Còn cái kia mình vào là tạo đất. Đấy là gầu rồi, đấy. Khi nhấc lên xong quay này. Đấy, rồi. Quay xong vươn cái tay này ra. Đổ đất, đấy. Quay này vừa quay vừa nhấc, nếu mà lấy đất cao nhấc lên. Ghi nhớ. Này cháu học cháu ghi nhớ vào trong đầu xong rồi mình học dần thì nó sẽ quen. Về là học trên mạng nữa thì nó quen tay đi. Đấy. Bây giờ nó có điện thoại thông minh rồi thì về vào phần đấy hướng dẫn lái máy xúc ấy, người ta sẽ dạy cho mình cái cơ bản. Xong rồi. Chậm vào đây, chậm khóa đây. Người ta hướng dẫn cái cơ bản cho mình thì mình ghi nhớ thôi. Rồi lúc nào thực hành thì chưa riêng ăn cơm xong tranh thủ ra đây hướng dẫn cho. Còn làm giàu về cái máy xúc đi lái máy đây thì không giàu đâu cháu ạ. Đi đỡ vất vả hơn các nghề khác thôi. Trên này chủ yếu là đi thợ xây. Công ty thì phải đi xa nhà hơn một tí. Đấy, bây giờ nha, cháu học dần là đơn giản là cháu cào cái đất này xuống chú như này nhá. Rồi chú hướng dẫn cào này. Cào thì mình cào từ từ như này thôi. Bây giờ cào thì phải ấn cái này xuống này như này đấy, nó khắc xuống này. Đấy, ấn nữa mình phải quặp cái tay gầu này vào thì đất nó lấy ít một thì lấy được. Nó như mình đi đào ruộng thế thôi. Cầm cái cuốc thì mình cuốc một ít một thì được, cái cuốc nhiều thì lặng nó sẽ mình không đủ sức, cái máy nó cũng thế. Mình tưởng tượng cái máy sức cũng như con người thôi. Múc ít thì được, nhưng múc nhiều thì múc đầy quá, dày quá thì không được. Đấy. Đấy, bây giờ cào này, đây nhá, nhớ nhá. Đẩy cái này xuống và quặp cái cần vào. Rồi, như này. Nhìn vào tay chú rồi. Đấy. Mới đầu mình cảm thấy nó khó khăn thế thôi, nhưng mà lúc biết rồi nó rất là đơn giản, dễ. Cái gì cái mới đầu thì nó bao giờ nó khó một tí. Học cái này cũng như viết bài thôi, tập dần. Đấy, bây giờ cào từ đây vào chú nhá. Cào cứ một răng gầu một này, nhìn chú này. Đấy, thế xong lại nhấc lên nhá. Đấy, chưa biết thì nhấc một thao tác một xong lại quay sang bên này này, vươn cái này ra đặt vào đúng vị trí này. Đấy, xong lại ấn xuống và kéo vào, đơn giản thế. Đấy, mình chưa quen thì cứ ấn một thao tác một đây, nhấc lên này, xong vươn cái tay này ra này, tay trái nhá, xong rồi hạ cần xuống, thế vừa hạ vừa vươn ra nữa, xuống như này. Đấy. Đấy, làm với chú thử thế nào. Đây, để bước ra bình thường này thôi. Rồi, đây. Rồi, để chú đi ra. Đấy. Được rồi, cứ thế mới làm. À, vừa nhấc cần lên. Nhấc lên. Lửa nhấc lên, nhấc nguyên cần thôi. Nhấc lên, vươn cái tay ra. Đừng quay toa. Rồi, quay sang bên này. Đó, quay vào vị trí đấy, nhấc lên, nhấc cần lên, vươn cái này ra, tay trái vươn ra, ngửa ra ngoài. Đấy, vươn lưỡi rồi, hạ cần xuống.
thế dần dần nhẹ nhàng thế đấy, lại ngửa gấu ra chứ đấy, là nhấc lên như này, xong là ngửa gần ngửa gấu ra thế thế ấn xuống, vừa ấn và vừa quặp cái này vào, nhìn chưa? Vâng, nhưng mà phải ghi nhớ vâng để đấy chứ không được. Đây. Đấy, được rồi đấy. Nhấc lên. Học dần dần. Đấy, mày cứ ấy đi, chú đi đủ đất. Vợ chồng cháu xin chào các bác ạ. Các bác ơi, hiện tại đằng sau vợ chồng cháu đây là gian hàng từ thiện của vợ chồng cháu. Hiện tại thì vợ chồng cháu có một số mặt hàng đang bán ở trên kênh. Thì cho vợ chồng cháu xin phép các bác là 1 đến 2 phút để giới thiệu qua sản phẩm. Đầu tiên đó là măng nứa khô. Đây là măng nứa ở trên nhà của anh A Páo. Đây là măng miếng các bác nhé. Và măng thì có hai loại, măng miếng và măng dối. Và sản phẩm thứ hai đó là mướp đắng rừng thái lát và đã phơi khô rồi. Đây các bác ạ. Và sản phẩm thứ ba đây là nấm hương rừng và có cả mộc nhĩ rừng. Đấy. Và thuốc đau xương khớp. Đấy, thuốc đau xương khớp thì các thành phần là cây đau xương này, trái nhầu khô này, cây trinh nữ này, cây chìa vôi này, củ bình vôi này, cây cỏ xước này, cây tơn trơn này, vân vân, nhiều lắm các bác ạ. Cái này là trị đau nhức xương khớp, bệnh gút, đau lưng, đau gối, đau vai gáy, đau đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Và ngoài ra thì còn có miến rong này. Đấy, miến rong thì có hai loại, miến rong sợi nhỏ và sợi to. Và đây là bột nghệ. Đấy, bột nghệ thì khác với tinh bột nghệ các bác ạ. Đây là cái hạt ốc chó của ốc chó. Em Quân các bác ạ. Và ngoài ra thì còn có sản phẩm đó là sâm tố nữ này. Đấy, công dụng là tăng cường sinh lý nữ, tăng vòng 1, cải thiện các triệu chứng khô, giảm âm đạo. Đấy, giảm ham muốn, lãnh cảm, làm chậm mãn kinh, cân bằng nội tiết tố nữ, chống lão hóa. Cái này thì sâm tố nữ thì các bác lên mạng tìm hiểu thì có thể là sẽ biết về cái công dụng là kỹ hơn. Cái này là rất là tốt cho con gái này. Đấy, cháu có... Sâm tố nữ này là có hai dạng các bác ạ. Đây là dạng miếng, còn đây là dạng bột đấy ạ. Dạng bột thì cháu đóng thành lọ như này, lọ 1 cân. Cái này miếng này thì về là các bác là đun nước uống này. Đấy, còn bột thì pha nước pha uống trực tiếp luôn các bác ạ. Uống trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì cháu có mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Đây là mật ong khoái thì màu mật là vàng đậm hơn. Mật ong hoa bạc hà thì màu vàng nhạt hơn này. Đây, mùa mật ong khoái đến rồi các bác ạ. Ngày hôm nay thì các bác mua sản phẩm bên cháu thì cháu sẽ tặng cao artiso này. Đây, các bác lấy từ 2 sản phẩm trở lên thì cháu sẽ tặng các bác là 1 miếng cao artiso hỗ trợ về bệnh gan và bệnh xương khớp các bác nha. Đấy, cao artiso. Còn trên tay cháu đây là cái sản phẩm gừng đen các bác ạ. Cái gừng đen này thì cực kỳ là hiếm. Ấy, và đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe. Và những cô bác, ông bà mà bị tiểu đường ấy thì dùng cái gừng đen này rất là tốt ạ. Đây, gừng đen thì có hai loại, gừng đen tươi và gừng đen khô các bác nhé. Đấy, các bác muốn biết về các cái công dụng sâu hơn một chút về những cái sản phẩm hiện tại cháu đang bán thì cứ liên hệ với vợ chồng cháu để chúng cháu tư vấn cho các bác. Ngoài ra thì cháu có sản phẩm đó là trà rào của Lam. Cái này công dụng chính đó là hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, rất là tốt cho các bác là những người lớn tuổi. Ngoài ra thì các bác lấy hàng trong ngày hôm nay thì cháu có thể là nếu như các bác không lấy cao artiso thì cháu tặng các bác đó là lọ chẩm chéo. Đấy, ở trên gian hàng của vợ chồng cháu. Ngoài ra thì cháu còn có đó là chuối hoa rừng nữa. Đấy, thì toàn bộ đây là những cái mặt hàng đặc sản hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. À, vừa rồi thì còn thiếu đó là đây là cái bột tam thất này. Đấy, bột tam thất công dụng bổ máu, chống viêm nhiễm, làm tan u, rất là nhiều công dụng, chữa suy thận này. Trên này là toàn bộ những sản phẩm hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. Rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được đón nhận sự ủng hộ của các bác để vợ chồng cháu có thêm kinh phí đi chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn ở trên vùng cao này. Và đặc biệt là nếu như các bác ủng hộ sản phẩm của vợ chồng cháu thì chúng cháu sẽ dồn vào quỹ và tích để chúng cháu là sẽ ủng hộ cho bé Hưng trong thời gian tới, tại vì kinh phí làm nhà của nhà Hưng ấy là còn thiếu rất là nhiều. Các bác mua hàng liên hệ cho cháu qua số điện thoại 0369 944 064 cháu ghi ở trên màn hình các bác nhé. Đấy, vừa rồi là thầy giáo Kha là dạy em Hưng được gần 30 phút rồi các bác ạ. Đấy, anh ấy
đủ đất rồi anh ấy đi đổ. Đừng có múc vào anh nha Hưng nhá. Đấy, cho Hưng tầm một chút. Không có thầy là đố em làm lên đấy. Nhìn thế rồi nhưng mà cũng khó phết đấy các bác ạ. Em tưởng lái máy là đơn giản. Nhưng mà dần dần thì cũng sẽ quen thôi. Có thể là 1-2 tiếng thì hơi khó. Còn 1-2 ngày thì thành quen về thì sẽ dễ thôi. Bạn ơi, lên múc đi được không? Được rồi. Xe anh ấy lên thì cho anh ấy, múc đi. Tí à, sợ lâu quá mình lâu quá. Em xuống đi để anh thử xem nào. Ngoắp vào đúng không? Này mình phải thử đã, phải học cái cách thử đã xong mình mới múc đất được. Ui, giờ thế. Rồi. Cho bạn kia bạn ấy vào làm đi. Thế cả ngày chả múc được cái gì ấy. Được rồi. Nhờ. Chiều tối em học cơ. Bây giờ cảm xúc thế nào? Học lần đầu tiên lái máy có bị run người không? Có anh ạ, lúc sợ, mình múc nhiều đất để nó bị rung máy ấy, sợ. Đấy, cảm xúc khi mà lần đầu tiên anh em mình đi lái xe máy cũng thế thôi. Đúng rồi. Là khi mình mới bắt đầu ấy, là rất là sợ, run người luôn ấy. Đúng rồi. Thì tí nữa buổi trưa em ra gãy hộ chú với cái này xuống rồi. Đó. Cái này ấy, cuốc xuống vào. Thế chú ấy bảo là cho thử à? Vâng, trưa với tối. Đấy. Em thấy những người có kinh nghiệm làm người ta làm rất là nhanh. Đúng rồi. Đi. Vâng. Đi xuống cái này xong à. Xem ở bên kia một chút. Đấy. Sau này em mà làm quen thì mình cũng sẽ làm nhanh như này thôi. Vâng. Nhờ? Vâng. Đấy, phải nói là chú anh Kha là anh ấy cũng rất là tốt đấy. Chỉ bảo từng ly từng tí một. Bây giờ phải gọi là sư phụ. Gọi là gọi thầy luôn. Vâng. Cái này là tầm một tuần là cũng sẽ quen. Một lát thì không được đâu. Vâng. Đấy, cảm ơn anh nhá. Vâng. Anh Kha là một người rất là tốt các bác ạ. Đấy. Nếu như người khác thì rất là ít người ta dạy. Đây thì anh ấy dạy rất là nhiệt tình. Ai chắc phải gần một tuần mới xong anh nhỉ? Chỗ này. Nhưng mà nếu mà anh làm đêm chắc không đến đâu. Anh làm tranh thủ nào ở đây thì anh làm cả sớm cả tối. Đúng rồi. Tối nay là ngủ nhà Hưng chứ anh? Tối nay thì ở đây thôi. Tối nay thì ở đằng trong máy hôm qua đánh máy xe ở trong kia. Trong nhà ông bà gửi trong kia. Thế là ngủ tối nay anh sẽ ngủ trên xe đúng không? Vâng. Xe máy nó đánh đi lại máy cứ làm xong rồi đánh vào trong kia gửi thì nó hơi phức tạp. Vâng. Ở chỗ này thì khả năng là đổ hết đất vào đây cũng không đủ được nha. Mới đổ một tí thôi là đã sắp đầy rồi. Sắp đầy rồi. Vâng. Quay xe anh cũng lâu đấy nhỉ. Biển 4 số rồi. 10 tuổi. Chứng tỏ anh đi giữ xe đấy. 10 năm mà xe máy móc cũng còn ngon. Tiền em ạ. Xe có máy mà chả có tiền. Anh là nhà ở đâu anh? Anh ở quê ở Tuyên Quang nhưng bây giờ định cư ở Lấn Dận. Là lên trên này làm ăn được 20 năm. Không, lên trên này mới được có mười mấy năm. 15 năm rồi. 15 năm. Quê gốc của anh ở Tuyên Quang. Anh thì được 25 thôi. Lên trên này thì được từ năm 2008. Vâng. Bây giờ gọi là mình sẽ ở trên này nhiều hơn là ở Tuyết Quang rồi đúng không? Bây giờ định cư ở đây thôi.
Hôm nào sang nhà chú chơi một chuyến nhỉ? Vâng. Xong đi, xong lên nhà xong. Đi. Vâng. Vâng. Chú mày làm xong nhà mời chú muốn cơm nhá. Rồi. Có nhà mới ấy. Vâng. Ừ. Tân gia thì mời chú Kha. Vâng. Đất này thì chắc là nền nó cứng chắc. Đất không phải sợ. Không, chắc là đi được cao quá. Vâng. Cái này mình phải làm cách tả ly nó xa xa một chút nếu mà đất nó rộng ấy nhỉ. Đất như này là nhà thì rộng thoải mái rồi. Mình làm sao nó cách làm thứ nó an toàn. Con này sợ nó mưa nhiều ấy, sạt. Đất này nó yếu đất. Tại vì không có đá này, toàn cát. Đất đấy thôi. Cát. Dưới toàn đất cát thôi, lớp trên thì đất thịt. Lớp dưới thì đất cát. Đi sang bên này xem ở đây tí đi. Vâng. Xem mà cái phần. Ôi, đất này là đủ để đổ vào đây không. Đấy các bác ạ, hiện tại thì là anh Kha là anh đã vào đây và trong cái quá trình làm thì Hưng lại phải lấy cái cuốc ra san lại thì anh san lại cho xe lùi lên. Để cho xe lùi vào. Chú Kha là rất là tốt đấy nhờ. Vâng ạ. Với cả anh đặc biệt là giá cả rất là hợp lý. Anh sẽ đánh vào đây để đổ ở đây. Đấy, đổ hết lấp hết vào cái chỗ mà ngày trước bị sạt ở cái khu vực này này. Có một viên đá chèn vào lốp chưa ạ? Nhiều đất lắm các bạn ạ, khu vực này thì để mà chuyển hết đất của nhà chỗ này nhà em Hưng ra đây thì là sẽ như rất là nhiều đất luôn. Nhà hết cuốc rồi à? Lấy dạ. Cái cuốc mà miệng nó to một tí ấy. Không, lấy cái này thôi. Cào nó mới ấy chứ, đất này cuốc này bé tí này. Chiều xem có cái cuốc nào to hơn thì lấy cái cuốc đấy ra. Vâng ạ. Cuốc này bé quá, cuốc chả được bao nhiêu đất. Hôm nào là sẽ mình sẽ mời anh Kha một bữa cơm nhá. Vâng. Để anh sẽ cố gắng là cho anh dạy Hưng à nhiều hơn, có thể là giờ trưa thì anh ấy đang trưa nghỉ trưa thì sẽ ra đây để mình sẽ nhờ máy của anh học. Vâng. Và em bảo nhé, thì em bảo là nếu mà được thì lúc nào anh sẽ hỗ trợ anh ít tiền dầu. Vâng. Tại vì em học bị tốn dầu mà. Vâng. Nên là mình sẽ hỗ trợ anh ít tiền dầu. Vâng. Tại vì bây giờ anh đã nhận rẻ rồi, mình cứ hôm nào cũng ra nghịch máy của anh ấy là cũng tốn dầu đấy. Vâng. Đúng không? Đấy, bây giờ là thực sự ra 30 triệu là anh còn phải thuê lái máy này. Đấy. Vâng. Tiền dầu này, rồi là hao mòn của xe và máy xúc. Hôm qua chú ý kể với em là đã vào vừa chuẩn bị vào đây đổ hết gần 9 triệu tiền dầu rồi đấy. Đấy. Bơm mà hết 9 triệu tiền dầu rồi đấy. Thực ra là cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm, nhiều chi tiêu lắm. Nhiều tiền lắm. Cào vào đây để cho chú ý lùi lên nó đỡ phải lún này. Ừ. Ôi xời. Mọi người đi đi đâu về á chị? Chị không nói tiếng phổ thông. Ra mà chị Bi.
có vì sinh trồng phân nông này thì cái phân đào nó vào đài na đấy. Đi nhổ cỏ ở ruộng về các bác. Bao can chín để đài na mà nhỉ? Đây là phân đạm. Mọi người đi làm về. Không nô được một miếng hốc này. Hốc dày à? Dày hốc hốc của chi. Ừ. Tiền đón tâm lặng mấy bầu mà hồ đi giờ. Lao tới thầu linh làng vì xuống đồ thì đọc. Đâu chẳng. Xe kha. Lại bị mất hai cây à? Hai cây vầu à? Đúng rồi. Em lấy cây vầu này về để cho chú ấy dựng lán à? Không, để tức là dựng cho thợ vào làm nhà thôi anh ạ. Chú ấy thì là lưu động mà chú ở trên cũng được. Ngủ trên xe luôn ấy nhỉ? Tại vì chú anh Khai là... ngủ trên xe để cho máy luôn. Anh bảo ấy là ngủ ở trên nhà cho có quạt cho mát. Chú ấy bảo là thôi. Rồi đấy kia bao nhiêu tiền ở đấy đi cháu. Thưa các anh chị, là ngày hôm nay thì cháu lên ấy thì cũng lên trên này để xem cập nhật tiến độ là múc nền nhà của nhà em Hưng, và cũng muốn là nhờ anh Kha là dạy cho em Hưng là một số kỹ thuật cơ bản đấy. Thì tí nữa giờ trưa sau khi mà anh Kha ấy nghỉ thì Hưng sẽ ra đây để nhờ máy của anh ấy là học. Thì vừa nãy anh cũng bảo rồi, học xem là tiền dầu hết bao nhiêu thì mấy nữa anh em mình giả sau đấy. Thì cố gắng để học để biết nhá. Thì anh với anh Trình sẽ cố gắng đi mua một máy xúc về để cho em đi đào nền đấy, đào đường. Hiện tại là anh cũng đã là đang định hướng là sẽ có một số công trình để cho em làm rồi đấy. Em chỉ cần biết làm thôi thì có máy về là em sẽ có việc làm luôn đấy. Ở đây thì chắc là tầm một tuần nữa mới xong, thì hôm nào là anh sẽ lên trên này để ăn cơm với anh Kha một bữa. Ngày hôm nay thì cháu cũng có việc các bác ạ. Đấy thì đi ăn cưới. Thì giờ này thì cũng khá là muộn, 11 giờ rồi. Thì chắc khả năng là cho cháu kết thúc video ở đây để anh em cháu là di chuyển xuống kia. Hưng về để chuẩn bị nấu cơm cho anh Kha. Vâng, em nấu chín rồi đấy. Anh em ở lại ăn cơm xong về. Thôi anh đi về đây. Nấu chín rồi đấy. Hưng có lời gì muốn nói với các bà không? Khi mà mình được như ngày hôm nay ấy. Con cũng rất chi là cảm ơn tới công các bà đã ủng hộ cho anh em chúng con là đào đất và là quốc đền rồi công các bà. Thì nếu mà không có công các bà ủng hộ hai anh em chúng con thì chúng con không biết là đến khi nào mình mới có làm, đến không biết đến khi nào mình mới ra khỏi cái xóm bên kia. Thì cũng nếu mà để đi làm mà để có tiền mua đất và để có tiền múc đất ấy, chắc cũng hai anh em con mà làm thì chắc đến cuối đời cũng không có tiền để mà làm nổi cái căn nhà như vậy. Thì hai anh em chúng con cũng chưa có cái kinh tế, nó cũng không có để mà đồng ra đồng vào ấy, thì kiếm tiền thì nó cũng rất là khó khăn. Bây giờ để mà con thì sức khỏe thì có mà để mà đi làm thì lại còn không thuận, ở nhà nữa thì cũng không biết rằng nào mà làm. Em gửi lời cảm ơn đến các ông các bà đúng không? Vâng ạ, con cảm ơn công các bà rất là nhiều ạ. Thưa cô bác, là hiện tại thì về cái kinh phí làm nhà của hai anh em Hưng Thuận ấy thì là chúng cháu vẫn chưa đủ. Hiện tại là bên kênh của em Trình ấy thì là chỉ mới nhận được đó là múc nền nhà thôi. Thì hiện tại là chúng cháu vẫn tiến hành là triển khai múc nền nhà trước, sau này có thêm kinh phí thì anh em cháu sẽ triển khai làm nhà. Cho nên là hy vọng rằng là qua video thì các bác có xem được video, rất là mong cô bác anh chị sẽ tiếp tục đồng hành và gửi những tình yêu thương của các bác đến với hoàn cảnh của hai anh em Hưng Thuận để anh em cháu có thể là hỗ trợ hai anh em cất lên một cái ngôi nhà che nắng che mưa các bác ạ. Còn thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi, bây giờ cho cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Con chào công các bà, chào các cô các chú.